Mới đây, Tòa soạn Môi trường và Đô thị Việt Nam có nhận được thông tin phản ánh của người dân khu Tân Trung, thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ, phản ánh về việc công ty cổ phần Super Phosphat và hóa chất Lâm Thao gây ô nhiễm môi trường, làm ảnh hưởng đến kinh tế và sự sinh hoạt của người dân khu Tân Trung và khu Lâm Lý. Theo thông tin phản ánh, thì khoảng năm 2006, công ty cổ phần Super Phosphat và hóa chất Lâm Thao có xây dựng phân xưởng NPK4 ngay sát nhà dân, chỉ cách khu vực dân cư khoảng từ 20 đến 50 mét. Thế nhưng, từ ngày phân xưởng này đi vào sản xuất thì tiếng ồn của nhà máy phát ra suốt ngày đêm kết hợp với khói bụi từ nhà máy thải ra môi trường làm ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của người dân khu Tân Trung. Đặc biệt, nơi đây là khu vực có nhiều hộ dân đang sinh sống. Khu Tân Trung đã làm đơn và có hơn 40 hộ gia đình cùng ký gửi đến Ủy ban Nhân dân thị trấn Lâm Thao và công ty cổ phần Super Phosphat và hóa chất Lâm Thao yêu cầu công ty phải đền bù thiệt hại cho người dân nơi đây và có hướng khắc phục triệt để tình trạng này. Cũng theo bà Minh cho biết, thì đến ngày 27 tháng 4 năm 2022, phân xưởng NPK4 lại tiếp tục xả khói ra môi trường, làm cho cây cối gần khu vực nhà máy Super bị rụng lá và có hiện tượng khô héo một cách bất thường. Theo đó, chỉ trong một thời gian ngắn mà công ty cổ phần Super Phosphat và hóa chất Lâm Thao đã hai lần xả khói bụi ra môi trường, làm thiệt hại đến kinh tế và sức khỏe của người dân sống gần nhà máy. Cái phân xưởng NPK4 này chúng tôi rất bức xúc, rất khổ sở. Nên là chúng tôi rất mong muốn các ban ngành quan tâm để người dân chúng tôi đỡ phải thiệt thòi chịu khói bụi ô nhiễm như thế này. Cây đã được 2 tháng nay thì là nó đã khôi phục xanh nhé. Còn mấy tháng trước thì nó cháy nguyên như thế này, chưa tỏi. Nhà mà chúng tôi phải chịu thiệt thòi, chúng tôi phải sơ tán ở nhờ nhà con thì có khổ. Đơn của chúng tôi đã gửi đi hàng bao nhiêu lượt rồi, mới đây đã được trả lời, nhưng mà trả lời xong vẫn không khắc phục được. Mà bây giờ lại chúng tôi lại tiếp tục lại hứng chịu những đợt tiếp theo đấy. Mà đến bây giờ đây thì nó hoa màu cây cối quả là nó rụng hết cả đây. Bây giờ các ông các bà ở đây là rất bức xúc về cái phân xưởng này. Cho nên là các ông các bà muốn là một là di chuyển dân, hai là di chuyển của phân xưởng đi, để cho tiếng ồn không ảnh hưởng đến người dân ở xung quanh. Cái thứ nhất, cái thứ hai đó là không ảnh hưởng đến cây cối hoa màu. Trước thông tin phản ánh của người dân, phóng viên Môi trường và Đô thị Việt Nam đã có mặt tại khu vực này. Hiện tại, theo quan sát của phóng viên, thì nơi đây không còn tình trạng cây cối chết khô và rụng lá như người dân phản ánh. Có thể là do khoảng thời gian từ lúc công ty cổ phần Super Phosphat và hóa chất Lâm Thao xả thải, đến lúc phóng viên có mặt tại khu vực này là hơn một tháng, nên cây cối cũng đã có sự hồi phục và tăng trưởng trở lại. Tuy nhiên, theo quan sát của phóng viên, thì khoảng cách từ nhà máy đến khu dân cư là quá gần, chỉ cách khoảng từ 20 đến 50 mét. Mà theo quy chuẩn xây dựng Việt Nam đã được Bộ Xây dựng ban hành tại quyết định số 04 ngày 3 tháng 4 năm 2008, thì hiện nay công ty cổ phần Super Phosphat và hóa chất Lâm Thao đang vi phạm các quy định về khoảng cách an toàn đến khu dân cư, khu vực công cộng, công sở, trường học. Cụ thể, theo tiêu chuẩn Việt Nam 4449 1987 có quy định rõ đối với các xí nghiệp độc hại cấp 1 thì khoảng cách nhỏ nhất đến khu dân cư, khu vực công cộng, công sở, trường học phải là 1.000 mét. Còn đối với các xí nghiệp độc hại cấp 2 thì khoảng cách nhỏ nhất đến khu dân cư, khu vực công cộng, công sở, trường học phải là 500 mét. Đặc biệt, tại khu vực nhà bà Minh, theo ghi nhận của phóng viên, thì tiếng ồn từ công ty cổ phần Super Phosphat và hóa chất Lâm Thao phát ra là rất lớn, nên việc người dân phản ánh về tiếng ồn là hoàn toàn có cơ sở. Và dự án này là dự án được Bộ Tài nguyên Môi trường phê duyệt và thông qua DTM. Trong toàn bộ các quá trình mà xét thử, rồi quá trình nghiệm thu, rồi đến khi mà xác nhận hoàn thành của dự án thì là tất cả các vấn đề về đo đạc, về quan trắc, về môi trường thì là quá trình là đều đạt yêu cầu, kể cả của chạy 72 giờ nghiệm thu thành dự án. Đấy, xong đến quá trình mà khi vận hành dự án thì hàng năm thì chúng tôi cũng đều tuân thủ DTM là cũng quan trắc môi trường thì cũng đảm bảo yêu cầu. Thực sự là các vấn đề về môi trường của chúng tôi thì phải nói là kiểm soát được. Đấy, báo cáo là bụi và khí là cũng đảm bảo.
Tuy nhiên là như tôi nói là cũng có những có một thời điểm thôi đúng không? Một thời điểm khoảng tháng 1, tháng 2 nhỉ? Đấy thì nó có một chút ảnh hưởng, thì sau đó thì dân cư xung quanh đó có ý kiến là chúng tôi cũng đã vào và cũng trên tinh thần là cũng có một cái sự ảnh hưởng nhất định. Nhưng trong cái điều kiện là không phải là công ty phát tán ra thực sự là gây ô nhiễm lớn, mà là đó là vẫn đạt quy chuẩn nhưng mà do nó không phát tán được thì công ty cũng đã có cái hỗ trợ bà con. Như vậy, việc người dân phản ánh công ty cổ phần Super Phosphat và hóa chất Lâm Thao gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân khu Tân Trung không phải là không có cơ sở. Cơ quan chức năng của tỉnh Phú Thọ sẽ có câu trả lời như thế nào về nội dung này? Môi trường và đô thị Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc ở phóng sự tiếp theo.